xin chào quý vị anh chị và các bạn chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình trong video ngày hôm nay mình chia sẻ lại cái câu chuyện mà có lẽ rất là nhiều quý cô bác anh chị đã từng nghe đến như quý vị và đến lúc này thì mọi việc nó cũng đã được sáng tỏ đó là cái vấn đề mà tranh chấp tài sản của nhau liên quan đến tiệm neo và người em đã bắn chết người anh rể và mới đây thì tòa án thì cũng đã ra phán quyết Vậy thì phán quyết nó như thế nào? Mời quý cô bác anh chị mình cùng theo dõi. Bi kịch xảy ra cho một gia đình gốc Việt liên quan đến tranh chấp hùn hạp một tiệm neo ở San Antonio, Texas dẫn đến thảm cảnh người em vợ bắn chết anh rể. Theo đài KSAT. Tại phiên tòa ở Besat County, Texas hôm thứ hai, trong vụ xử Nguyễn Tuấn Kiệt 42 tuổi bắn chết Võ Ryan, người anh rẻ 46 tuổi Khi đứng tranh cãi bên ngoài tiệm làm móng Koji Neo non ngày 5 tháng 7 năm 2021 Bồi thẩm đoàn sau 6 giờ nghị án đưa ra phán quyết phạt 15 năm tù giam cho bị can Những dự đoán trước đó về một bản án trung thân đã không xảy ra vì bồi thẩm đoàn cho rằng đây là một hành động bộc phát không dự mưu tường thuật của tờ báo địa phương San Antonio Express News. Trong những ngày xử trước đó, bộc lộ nhiều tình tiết liên quan đến mâu thuẫn hùn hạp trong gia đình từ lời khai của bị can, người chị gái và gia đình. Tuy nhiên, phải nói rằng phiên tòa xét xử bị can kiệt. Có bước ngoặt bất ngờ khi anh nhận tội giết người. Do đó, diễn biến vụ việc nhanh chóng chuyển sang giai đoạn kết án. Trong phiên tòa hôm thứ ba, bồi thẩm đoàn được xem đoạn video thẩm vấn kiệt. Trong video, đương sự kể chi tiết việc tham gia kinh doanh tiệm làm móng cùng với chị gái và anh rể. Tuy nhiên, căng thẳng lại sinh khi kiệt cho rằng Ryan Võ, người anh rể, loại mình ra khỏi những quyết định kinh doanh và không chia lợi nhuận. Đối với Kiệt, vụ hùn hạp này chỉ giữa mình và chị gái mà không có người anh rể. Theo lời khai trong cuộc thẩm vấn của Kiệt với ông Mark Moranet, cảnh sát điều tra, thì Ryan và chị gái lợ bị can một số tiền đáng kể. Bị can Kiệt đến tiệm làm móng ngày 5 tháng 7 năm 2021 với ý định đòi lại số tiền lợ và báo cho Ryan Võ biết mình muốn rút ra khỏi công việc kinh doanh và lấy lại số tiền vốn. Tất cả đều liên quan đến tiền. Kiệt nhấn mạnh trong cuộc thẩm vấn, tôi chỉ muốn lấy lại số tất cả số tiền của tôi đã bỏ ra để mua vật dụng trong tiệm. Đó là tiền của tôi. Khi được viên cảnh sát Moranet cho biết Ryan đã chết các vết thương do đạn bắn, Kiệt sững sờ và trở lên xúc động. Theo khảo nghiệm cho biết, Ryan bị trúng 5 phát đạn, hai trong số này gây vết thương chí mạng dẫn đến tử vong. Ngày kế, phòng xử án cũng chứng kiến bi kịch gia đình căng thẳng khi Nguyễn Stacy, chị gái của Kiệt, bước vào bục làm chứng. Theo lời quá phụ Stacy cho biết rằng mặc dù cô đã thỏa thuận hùn hạp với em trai, nhưng Kiệt chưa bao giờ ở vai trò là chủ. Lời khai của Kiệt trước đó nói rằng bị cáo rất buồn vì không nhận được cổ phần và đồng thời kể rằng anh đã trả tiền quảng cáo, mua súp ly và chưa được trả lương khi làm thợ móng trong tiệm. Người chị Stacy phản đối lời khai của người em trai là anh ta chưa được trả tiền vì chưa đưa lại tiệm báo cáo làm khách. Cô Stacy kịch liệt phủ nhận việc em trai bỏ ra hơn 20.000 đô chi phí kinh doanh và khẳng định rằng bị can hoàn toàn biết về thỏa thuận hùn hạp liên quan đến cả ba người. Cô, người chồng đã chết và kiệt. Tuy nhiên, các lời khai báo của cô Stacy bị mẹ Nguyễn Thủy và Nguyễn Vũ, một người anh khác phản bác khi hai người này đứng ra làm chứng cho Kiệt. Họ khẳng định là mọi người đều biết về thỏa thuận hùn hạp ngay từ đầu và ông Ryan Võ chưa bao giờ có ý định tham gia. Vũ còn khẳng định Kiệt đã nói rõ với người chị rằng anh chỉ hùn hạp nếu anh rẻ không liên quan. Vũ thậm chí còn đề cập đến việc thảo luận với em gái về việc trả tiền hùn lại cho Kiệt và Vũ sẽ giúp trả phụ. Quý vị, anh chị và các bạn cũng đã nghe xong một cái thông tin trong video ngày hôm nay. Cuối cùng thì cái bản án cho người em bắn chết anh rể thì cũng đã diễn ra như quý vị. Và anh này thì cũng chỉ chịu mức án là 15 năm tù. Chứ không như những cái đồn đoán trước kia là anh này có thể là phải ngồi tù trung thân như quý vị. Và nói chung thì cũng có rất là nhiều nguyên nhân, lý do tại sao dẫn đến cái vụ bi kịch trong một cái gia đình như vậy. Nói chung cái vấn đề gì thì nó cũng có liên quan đến vấn đề tiền nòng như quý vị Bởi vì khi mà vấn đề tiền nó không được rõ ràng, rành mạch Thì lúc đó nó sẽ xảy lẩy sinh ra rất nhiều mâu thuẫn Và thực sự khi mà mâu thuẫn nó lại liên quan đến vấn đề những người ruột thịt trong nhà Ví dụ như là người chị gái thì nói rằng là người em trai không có hùn vốn Hoặc là không có vai trò làm chủ hoặc là vân vân và vân vân có nghĩa là muốn buộc tội người em trai là cố ý giết người anh trai và biết rằng là có sự tham gia của chồng của chị gái nhưng mà những người trong nhà khác thì lại đứng ra gọi là kêu nói rằng là họ biết những cái vụ việc hùn hạp này và người em trai thì cũng nói rằng nếu như không liên quan gì đến anh rể thì người em trai mới bỏ tiền ra hùn vốn chung như quý vị Nói chung thì cái vấn đề mà tiền nong trong gia đình thì quý cô bác anh chị cũng hiểu rồi đấy. Ví dụ như là bình thường làm ăn bình thường không sao, nhưng mà đến khi làm ăn mà nó ra tiền rồi, kiếm được tiền nhiều rồi bắt đầu mỗi người có thể lại sinh ra lòng tham rất là nhiều và họ muốn tìm cách đẩy người kia đi để họ có thể chiếm đoạt được hết cái số tiền đó như quý vị. Và nói chung là không chỉ riêng gì những cái người anh em trong nhà ở trong cái tiệm neo này đâu mà kể cả như là những quý cô bác anh chị là Việt kiều chẳng hạn. Quý vị chắc hẳn cũng đã nghe rất nhiều các cái câu chuyện đó là Việt kiều gửi tiền về Việt Nam cho anh chị em gia đình người thân mua đất đai, mua tài sản hoặc là nhờ đứng tên một cái hình thức kinh doanh nào đó. Rồi đến một thời điểm là họ chiếm lấy cái tài sản đó mà nhiều khi cũng phải ngậm đắng nuốt cay, không biết phải làm sao khi mà bây giờ không có bằng chứng gì cả hoặc là lúc đó thì cũng chỉ vì là cái lòng tin thôi giữa anh em trong nhà ruột thịt với nhau thì nghĩ rằng ai lại làm như thế đúng không ạ chỉ vì cái lòng tin rồi nói chung là khi mà tiền bạc nó kiếm được nhiều thì lúc đó mới biết được chứ còn nếu như mà cứ bình thường thì vẫn còn anh em rồi vẫn còn tình cảm lắm mình ví dụ một vài các cái trường hợp như là mua đất chẳng hạn nhiều quý cô bác anh chị ở Trước kia có thể gửi người thân gia đình mua đất từ 10 năm, 15 năm, 20 năm chẳng hạn Nhưng mà bây giờ cái giá tiền nó lên rất là nhiều Có những lô đất quý cô bác anh chị không thể tưởng tượng được Nó có thể lên được mấy chục lần Và như vậy thì quý vị anh chị và các bạn Nếu như đặt địa vị quý vị trong cái trường hợp Mà mình là người được nhờ đứng tên Mình được gọi là gần như là cái quyền sở hữu cái lô đất đó còn lại thì với những cái người ví dụ như là người chị gửi cho người em cái số tiền đó Nhờ người em là mua dùm cái mảnh đất đó rồi để đó Rồi nhờ người em đứng tên Bởi vì trước kia thì Việt Kiều chưa được đứng tên trên những cái bất động sản của Việt Nam Và nếu như bây giờ cái tài sản đó nó lên gấp 5, gấp 7 lần Thì trong trường hợp đó quý vị, anh chị và các bạn sẽ xử lý như thế nào? Khi mà quý vị anh chị và các bạn ở gọi là đứng vào cái địa vị là người em như quý vị, bởi vì thực tế thì cái vấn đề tiền bạc rất là khó nói chuyện nha quý vị. Nhiều khi mà tự nhiên mình thấy mình đứng tên, sau đó là ví dụ mà mua một cái miếng đất đấy khoảng 1 tỷ chẳng hạn mà bây giờ nó lên 10 tỷ rồi thì không biết phải làm thế nào đây. Ví dụ như là có trả lại cho chị hay không hoặc là như thế nào đó thì nói chung cái đấu tranh tư tưởng rất là nhiều nha quý vị và thực tế thì đã có rất nhiều các cái trường hợp là chiếm đoạt các cái tài sản của người thân gia đình mình ở bên nước ngoài cày cuốc vất vả gửi tiền về để có thể mua những cái mảnh đất đó để nghĩ rằng là họ đi cày cuốc sau đó khi họ lớn tuổi rồi họ có một cái mảnh đất và sau này họ về già họ cất nhà họ ở Việt Nam nhưng mà cuối cùng thì tay trắng, vẫn hoàn tay trắng nha quý vị. Nói chung những cái sự việc đấy thì mình cũng chia sẻ khá là nhiều và thực tế thì nó cũng diễn ra nhiều. Nghe đến đây thôi quý vị anh chị và các bạn cũng cảm thấy buồn đúng không ạ? Bởi vì xã hội bây giờ nó là xã hội đồng tiền rồi. Nếu như không có đồng tiền thì cái tiếng nói của quý cô bác anh chị nó cũng không được coi trọng nha quý vị. Ngày xưa thì ở trong gia đình thường thì cái người anh đứng đầu là có tiếng nói trong gia đình mặc dù là tất cả mọi người thì kinh tế có thể là người em hơn chẳng hạn thế nhưng mà người ta cũng vẫn tôn trọng người anh cả nhưng bây giờ xã hội nó vì đồng tiền cả rồi đôi khi ai là người có tiền thì người đó là người có quyền quyết định như quý vị chứ còn nếu như không có tiền thì muốn nói hoặc là muốn làm một cái điều gì thì cũng rất là khó khăn nên là thôi cái vấn đề này thì mỗi người có một cái suy nghĩ hoặc là một cái góc nhìn khác nhau nếu như quý cô bác anh chị cảm thấy cái video ngày hôm nay mình chia sẻ cho quý vị hữu ích thì quý vị hãy chia sẻ cho nhiều người cũng biết hơn hoặc là có những cái đóng góp ý kiến gì thêm quý vị hãy để lại comment bên dưới video này Chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ một vụ án mà có lẽ khi nghe xong quý cô bác anh chị cũng cảm thấy hết sức là bàng hoàng nha quý vị Bởi vì đây là một vụ án mà nó liên quan đến gia đình Và quý cô bác anh chị cũng biết một khi gia đình có những cái mâu thuẫn mà không giải quyết được Và đôi khi người ta dẫn đến những cái hành động không ngờ nha quý vị Vậy thì hành động này nó như thế nào và lý do tại sao thì mời quý cô bác anh chị mình cùng theo dõi Đinh TH 53 tuổi Đã thực hiện vụ tấn công khủng khiếp Với ý đồ giết người Một ngày sau khi bà L Đưa ra bằng chứng chống lại ông này trước tòa Người đàn ông được cho là đã bị ra rìa Và có cảm giác bực tức khi nhận được lệnh Cấm tiếp xúc với vợ cũ Sáng ngày 11 tháng 3 Ông TH ngồi đợi bà L Lúc đó 49 tuổi Tại cửa hàng VCC Bao Thi Khoe mà bà quản lý ở Tôn Brit. Bị cáo đem theo một sợi dây, một chai xăng và bốn bình ga butan. Công tố cho rằng số tăng vật này sẽ được sử dụng để phi tang bằng chứng và phá hủy hiện trường. Theo công tố viên Martin Iana, ngay sau khi bà L tới tiệm làm đẹp lúc 9 giờ sáng, người chồng cũ đã ra tay tấn công một cách khủng khiếp và tàn bạo. Sau khi khóa cửa, bị cáo quấn dây vào cổ nạn nhân, nhưng bà L thoát ra được. Ông TH tiếp tục chọc vào mắt vợ cũ, vừa la hét kêu cứu, vừa tìm cách chạy thoát thân, thì bà L bị túm tóc. Thấy nạn nhân ngã xuống sàn, ông TH bịt miệng và mũi của bà L. Đưa ra bằng chứng Thông qua phiên dịch viên tiếng Việt, nạn nhân cho biết bà đã nghĩ về hai đứa con của họ khi nắm lấy tay của bị cáo và cầu xin được sống. Bà L chia sẻ: "Tôi đã cầu xin ông ta buông tay. Tôi nói với ông ta, hãy nghĩ về bọn trẻ. Tôi nói, tôi không muốn các con mồ côi mẹ." Bị cáo dừng tay để hôn lên môi bà L rồi nói: "Anh yêu em." rồi tiếp tục hành vi bóp cổ. Bà L nói: Tôi gần như ngạt thở, ông ta bóp cổ. Ông ta bóp cổ rất chặt nhưng tôi nghĩ đến các con và cố chống cự. Sau đó, bị cáo dùng dao gọt hoa quả đâm vào cổ nạn nhân, gây thương sâu 10 cm, làm tổn thương cơ và tĩnh mạch cảnh và suýt đâm vào động mạch cảnh. Dù bị thương bà L vẫn nắm lấy lưỡi dao cắn người chồng cũ. Vụ tấn công dài 10 phút trong salon chỉ kết thúc khi một đồng nghiệp xuất hiện. Người thợ neo mở khóa cửa thì nhìn thấy sàn nhà bê bết máu. Bị cáo lúc đó đang ngồi đè lên người vợ cũ và tiếp tục móc mắt nạn nhân. Chị này nhanh chóng chi hô. Bà Katheri Jordan và ông Roger Check cả hai đều là người hưu trí đã can đảm can thiệp, kéo cổ ông TH và ngồi đè lên bị cáo cho đến khi cảnh sát đến. Bị cáo phủ nhận mọi tội lỗi về mưu sát, tuyên bố mình đã lên kế hoạch tự sát vào ngày hôm đó và chỉ đến tiệm để nói lời từ biệt. Tuy nhiên, ông TH vẫn bị bồi thẩm đoàn kết tội sau phiên tòa xét xử vào tháng 4 năm 2021. Trước đó, bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm lệnh cấm tiếp xúc. Ông Iale nói với tòa án. Bên công tố cho rằng bằng chứng về ý định giết người là rõ ràng, từ sự kiên quyết đến tính chất bạo lực của cuộc tấn công. Âm mưu giết người được lên kế hoạch sau khi nạn nhân đưa ra bằng chứng chống lại bị cáo và lệnh cấm tiếp xúc được ban hành. Bị cáo biết thói quen của nạn nhân và đã đợi bà L tới. Đây là lỗ lực để sát hại nạn nhân bằng nhiều cách. Ông TH đã chuyển hình thức tấn công khi nhận thấy cách đang dùng không có tác dụng. Hai người quen nhau khi bà L bị giam trong trại tị nạn Hồng Kông vào cuối những năm 1980 và kết hôn vào năm 1991. Họ đến Vương quốc Anh vào năm 1994 Tuy nhiên cuộc hôn nhân mất dần hạnh phúc và ngày càng trở lên chắc trở Cuối cùng hai người ly hôn vào năm 2016 Nhưng vẫn tiếp tục chung sống cùng nhà vì lợi ích của các con Tuy nhiên ông TH trở lên rất sở hữu và ghen tuông Và mối quan hệ của họ ngày càng xấu đi Bị cáo đã dọa giết nếu bà L cố gắng bỏ đi Sau đó bà L đã chuyển ra ngoài vì bị chồng cũ dùng ngón tay cái chọc vào mắt vào năm 2019. Bà L cho biết chồng cũ đã nhiều lần đến tiệm trong thời gian tại ngoại và muốn hòa giải nhưng khi bị từ chối, bị cáo trở lên tức giận và tiếp tục dọa giết. Hành vi của ông TH đã dẫn đến lệnh cấm tiếp xúc được ban hành vào ngày 10 tháng 3 năm 2020. Công tố viên nói Bên công tố cho rằng Đó là giọt nước tràn ni Khiến bị cáo quyết định Một phen sống mái Sáng hôm sau Nhớ về những lời của bà L Trước tòa Và có cảm giác bực tức Bị cáo phục kích nạn nhân Ông Yen Lê cho biết Rủi ro cháy nổ nếu bị cáo sử dụng bình ga và xăng có thể khiến nhiều người thiệt mạng. Bà L được cho là đã bị tổn thương tâm lý và thể chất lâu dài, bao gồm nhiều vết sẹo và tổn thương dây thanh quả. Khả năng làm việc tại tiệm neo của bà cũng bị ảnh hưởng. Lạ nhân không có mặt tại tòa trong phiên tuyên án vì các bị cáo về tâm lý và quản chế. Khi tuyên án, thẩm phán Philip cho biết bị cáo có tính kiểm soát mạnh trong cuộc hôn nhân tức giận do lệnh cấm và buồn bã vì không thể liên lạc được với vợ cũ. Bị cáo đã lập một âm mưu giết nạn nhân. Bị cáo phục kích, khóa trái cửa, không cho nạn nhân chạy thoát. Bị cáo không tự nguyện dừng lại và không chịu suy nghĩ mọi việc. Chỉ khi bị lôi đi, bị cáo mới dừng lại. Thẩm phán quyết định bản án 28 năm tù. Ông TH phải chấp hành ít nhất 2 phần 3 bản án trước khi được xét ân xá. Thẩm phán Philip ca ngợi lòng dũng cảm của bà L khi không chỉ đưa ra những bằng chứng hoàn toàn đáng tin cậy mà còn cố gắng sống tiếp để nuôi con. Ben Tepli, luật sư bào chữa cho biết tác động thảm khốc của cuộc chia tay khiến bị cáo cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Ông nói Chính bị cáo đã gây ra sự hủy diệt cho bản thân mình Sự mất mát ông ấy gặp phải hoàn toàn là do bản thân gây ra Là sự mất mát sâu sắc về tự do, gia đình, tình yêu và con cái Vụ án kết thúc với sự tương đồng khủng khiếp Khoảng 30 năm trước khi kết hôn Bị cáo đã giải phóng bà E L khỏi sự giam giữ trong một trại tị nạn ở Hồng Kông. Cuộc hôn nhân kết thúc với việc bị cáo mất tự do bởi những hành động của mình đối với nạn nhân. Bà Jordan và ông Jack đã được thẩm phán khen ngợi vì sự dũng cảm của họ, rõ ràng đã cứu sống được mạng sống của bà L. Hai người đã được trao thưởng và nhận tiền mặt. Quý vị anh chị và các bạn cũng vừa được nghe xong một cái câu chuyện mà thực sự nghe cũng thấy một vụ tấn công tàn bạo như quý vị và cái vụ án này thì cũng diễn ra được một vài năm rồi nhưng mà cho đến nay thì cũng được rất nhiều các cái tờ báo người ta chia sẻ lại và mình cũng chia sẻ lại cho nhiều quý cô bác anh chị được biết bởi vì trong cái vấn đề gia đình thì đôi khi giữa vợ chồng với nhau thì cũng có những cái mâu thuẫn nho nhỏ nếu như mình có thể giải quyết được sớm thì càng tốt chứ đừng có lý nhịn nhau quá rồi đến lúc nó bồng phát lên thì đôi khi xảy ra những cái hành động nó đáng tiếc nha quý vị và có thể là trong cái vụ án này thì do ghen tuông nên anh chồng này thì cũng đã dẫn đến những cái hành động mà quý vị anh chị và các bạn cũng đã nghe ở trong video rồi đấy đó là trả thù người vợ cũ rồi sau đó là móc mắt vợ rồi mang xăng đến tiệm của vợ để có thể là phóng hỏa rồi dùng cái đó để có thể phi tang những cái bằng chứng và phá hủy hiện trường như quý vị thì nói chung là khi nghe đến cái vụ án này thì ngay đến tòa án người ta cũng đã phán một câu đó là khủng khiếp và tàn bạo. Vậy thì cái câu chuyện quý cô bác anh chị nghe xong thì quý vị anh chị và các bạn cảm thấy nó như thế nào? Ra làm sao? Quý vị có thể để lại comment bên dưới video này. Còn mình xin phép tạm dừng video tại đây. Chúc quý cô bác anh chị gặp thật nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.